mà nghe cái giá là đó, nghe cái giá, cái giá, nghe cái giá là hết hồn luôn đó. Ok, em xử sai mùi đó đi, tới 4-5 ngày nó mới phai đó. Ừ, nó hơi mắc tiền tới 1-2 ngày thôi. Trời ơi, đi mua đó phải mua chai trứng tôi mất luôn hết trời. Sang không cho nữa. Trời ơi, bà nghỉ ngơi đi bà ơi, bà ngủ đi rồi bà lại chuyên. Ok, ok, ok. Ơi. Hai cái của ông Sang, hai cái của chị. Chị ơi, bên kia nó đòi lập đi bằng tụi em hết rồi chị ơi. Ừ, lập đi. Giờ chị đi cày, chị sẽ lo, nếu mà tụi em hãng tố chị lo cho tụi em. Ok chưa? Wow. Chị bị sao rồi lụm em bữa giờ chị ơi. Tại cái người này mà kiện những người thì nó mang phí. Nhưng mà tụi em muốn phản tố thì phản tố. Vậy là chị ơi là giờ là sáng là chị phải đi lau nhà, lau cửa là chị lo cho chị. Anh chứ ta chứ. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho tụi em có làm gì sao đâu, tụi em sợ. Rồi. Chẳng lẽ ai bây giờ vô tiệm mì xào, cái bà chủ mì xào bà cũng bị kiện hả? Như ngộ vậy. Nói chung là không có gì phải sợ hết đó chị ơi. Chị ơi, chị anh chị cũng biến có gì là mì xào. Có đẹp, là sao? Cái gì mà trả lời phòng hãng tí mì chí với cơm trong đó nữa hả? Đúng rồi, tóc chị đi bẹt từ 21 tuổi rồi. Nhà chị đi lai cũng bẹt hết đó. Biết sao không? Chị đi đeo bên đô, nó cho chị đi là chơi cô ma thăm. Trời ơi, tóc chị đi bẹt là chị có tóc bên đô để chị đi chữa cháy. Cái lúc chị đi không có nhuộm tóc thì chị đi lấy bên đô chị đi đeo lên. Với lại chị đi cũng thích đeo bên đô cho nó gọn. Có cái vụ gì cô ma thăm thì lúc những lúc chị đi thả ra là cô ma thăm nó bay mất hả? Trời ơi, có cô ma thăm mà khóa mởm lại mấy cái người đó chị đi cũng khóa lại đó. Nó mới chơi cô ma thăm. Rồi cho chị đi vậy hả? Chưa xe tới kìa. Xe ngọc. Quay ăn bún. À, chị Ni có tiếng nói gì là tụi em ok lắm rồi chị vậy? Nói gì chị Ni nói gì? Chị Ni nói ví dụ như tụi em có bị giảm tố thì tụi em tập hợp lại, tụi em mướn luật sư thì chị Ni hỗ trợ cái phần đó cho tụi em. Nếu mà tụi em bị kêu lên hết á. Đúng rồi. Vậy là cảm ơn chị Ni rất là nhiều đã ưu ái cho những anh em còn ở lại nhà của chị Long. Có những điều vô lý thì ta cũng phải đối diện những điều vô lý. Dạ, thì sao thì em sợ kiện chị, em sợ là cô cháu gái đó, nó kiện chị do hôm nay em chửi quá kiện nó đòi kiện kiện kiện, em kiện, chị. Kiện kiện tên gì hả? Tên gì biết tên luôn mà đây thì kiện không, ý là mình chửi tên gì chữ tên ve phải không? Chị chị thì cái người nào cũng cướp với những tên ve thì qua những người mà tiệm bán mì xào đồ ở đây nè, người ta bỏ cái món đó đi. Thôi bên mấy người Việt ở bên nước ngoài cũng vậy, bỏ nó đi. Giấy căn cước nào mì xào đi ra nói chuyện tôi. Còn không phải không có lên đâu. Đừng có nhắc tới người ta làm YouTube như tụi em thôi đúng không? Cái này có tâm thôi, có cái kiểu mà cứ hạ bệ người ta kiếm view kiếm like kiểu đó thì ai mà không ghét. Chị biết người đó không thì có người gửi qua nhưng mà vấn đề là không biết gửi thôi. Không thì có người gửi qua nhưng mà vấn đề là đủ 8 phút chưa? Chưa vậy. Còn mấy phút nữa? 4 phút, 4 phút, 3 phút, 3 phút vậy. Cho nó nói 2 phút đi trời. Không nói gì. Trời ơi, có giao dịch thương thì cho tụi em bán nguyện 8 phút chị biết mà. Chị đi vai mệt thì cả nhà ơi. Cho chị đi. Bye bye chị, bye bye chị. Chị đi về bằng thẻ nha. Nếu như tụi em kéo ra cũng được. Cảm ơn mọi người. Bye bye, cảm ơn chị đi nhiều. Bye bye mọi người nha. Bye bye, dạ thiếu tụi em kéo ra. Bên kia qua đây cưng. Vậy hả? Ừ, bên kia qua. Với chị lạ luôn hả? Chào quá.
tôi ở bên này. Ở bên chỗ của chị à, à, lo hai quý cô chú chị. Cái gì vậy chị? Nãy vậy. Cái gì vậy? Đó, cảm ơn anh em nhiều nhé. Nói vậy thôi, lúc nào là diễn thì công bố kịch bản hay sau nhá. Có gì em sẽ viết kịch bản rồi em sẽ mời chúng lại chửi cho đấy. YouTuber nào mà có tiềm năng có thể làm diễn viên thì chị Cảnh sẽ gửi lời mời nha, và cát xê rất là cao nha mọi người. Cát xê cao hơn chị Bảy Màu nhá. À, chiều đi nha. Tất nhiên khi chị bị chồng cũng túi điện cáo được anh em của tụi em là tụi em cũng sẽ